Ở đây chưa nói đúng hay sai các bạn ha, dùng cái kiến thức thực tế của các bạn để coi thử là mình có thể là dự đoán được là trong cái tình huống này cái triệu chứng nó do cái nguyên nhân gì gây ra, để mình định hướng được nguyên nhân thì mình sẽ có những cái xử trí tiếp theo cho nó phù hợp ha. Theo các bạn là nó thuộc nhóm nào? Anh này do một cái loại thuộc nhóm vi sinh vật gây ra triệu chứng, hay là do những cái hóa chất độc hại gây ra triệu chứng, hay là những cái độc tố tự nhiên từ thực phẩm gây ra triệu chứng như vậy. Anh như các bạn nào mở mic ạ? Bạn các bạn Dạ thưa thầy, em nghĩ là anh E này là bị mắc bệnh nó truyền qua độc tố tự nhiên của thực phẩm. truyền qua độc tố tự nhiên từ thực phẩm. Vậy thì em nghĩ là cái độc tố đang có khả năng gây bệnh cho anh ở đây. Em có thể dự đoán được không? Nó từ thực phẩm nào trong cái tình huống này của mình? Và những cái độc tố tự nhiên nào em đã biết được? Có thể kể ra cho các bạn và mình được biết được. Vậy thầy em cũng không có rõ nữa, tại vì em cảm thấy là đọc qua những cái này với anh đó là đi tiêu chảy xong, em nghĩ là hết cái phần thức ăn đó thì anh đó giảm triệu chứng, nên em nghĩ là do độc tố thực phẩm thôi. Rồi cảm ơn em. À, bạn khác à? Rồi cảm ơn em nhé. Các bạn khác à? Rồi, tạm gác cái câu hỏi này qua một bên ha, thì sẽ có một cái câu hỏi khác cho các bạn, đó là các bạn đã biết được ha, về cái thực tiễn là những gì đã trải qua, đã được học qua từ trung học phổ thông với lại 2 năm đại học, năm nay là bắt đầu là năm thứ ba, thì các bạn biết được những cái độc tố tự nhiên nào nó lây qua cái đường thực phẩm được không ạ? Thầy ơi, em có thể nêu một số cái được không thầy? Được em, rồi em có thể trả lời đi em. Thưa thầy là thứ nhất thì em biết là trong cái khoai tây hoặc là cái cà chua xanh nó cũng có một số độc tố, một cái độc tố là solanin. Ở trong hạt táo có một số cái cyanua, có cyanua. Ngoài ra thì ở trong khoai mì cũng có cyanua. Bên cạnh đó thì cái histamine nó được tạo ra từ cái decarboxylation hóa của axit amin, thì nó cũng là một dạng độc tố của thực phẩm luôn. Dạ em. Rồi cảm ơn nha. Hai cái đầu là chính xác ha, hai cái đầu là chính xác. Cái tên của nó như các bạn ha, độc tố tự nhiên từ thực phẩm. Hay có nghĩa là cái thực phẩm này nó đã có cái độc tố sẵn ở trong nó rồi. Còn những cái vấn đề mà biến chất sau đó thì nó thuộc nhóm khác nha các bạn. Hai nó thuộc một cái nhóm khác chứ không nói thuộc tố tự nhiên. À, bạn kể cho mình được hai cái rất là chính xác ha. Khoai tây à, nhưng mà cụ thể hơn là khoai tây mọc mầm các bạn ha. Khoai tây mọc mầm, còn khoai tây không thì không có nha. Khoai tây mọc mầm mới có nè. Và thứ hai là cyanua, khoai tây mọc mầm có solanin. Cyanua thì của mình trong này là có là khoai mì ha, trong củ sắn á, trong củ sắn hay là củ khoai mì ha thì có cyanua. Rồi mình được hai cái rồi, còn cái nào khác nữa các bạn?
từ động vật ấy, ở miền Tây các bạn cũng hay hay nghe nè, ở dưới miền Nam của các bạn đó. Hay là thịt cóc. À, thịt cóc ha, rồi à, cụ thể hơn là con cóc nha các bạn. Còn còn cái thịt cóc thì nó không có độc nha, nhưng mà cái trong con cóc có những thành phần khác có độc nha, con cóc thì vẫn ăn được. Rồi cảm ơn nghe cóc nha. Rồi còn ngoài cóc đây còn gì nữa không ạ? Dạ mực cá luôn rồi. À, mình nghe chưa Cá, rõ. con cá này. À, cá nóc ha. Rồi cảm ơn em. Là bạn kể thêm cho mình nữa, có một loại cá nữa đó là cá nóc ha. Còn một loại nữa. À, còn một loại của mình nữa là nấm độc ha, là cái loại nấm mà nó sặc sỡ, chắc các bạn cũng đã nghe rồi mà chưa có nhớ kịp tới thôi. À, vậy thì mình có năm cái nhóm độc tố tự nhiên mà hay gặp nhất của mình mà vừa kể ra, đó là khoai tây một mầm nè, cyanua nè, rồi ngộ độc của cóc nè, cá nóc nè, rồi của nấm độc nè. Rồi vậy thì trong cái trường hợp này, sẽ cho bạn bạn vừa rồi trả lời là có bạn nghi ngờ là do độc tố tự nhiên, thì các bạn thấy là nó có phù hợp không? Dạ hay em không phải là từ đầu tối tự nhiên cái thực phẩm. Em nghĩ Có vẻ như là là nó chưa có phù hợp. em nghĩ là tại vì thực phẩm chế biến rồi để thời gian lâu quá cho nên là nó mới bị vi sinh hoạt hay vi khuẩn vào nên làm cho anh ta bị ngộ độc chứ không phải là do tự nhiên. Rồi cảm ơn em. Có vẻ như là cái ý sau của bạn nó phù hợp hơn rồi ha. Mình có một cái sự suy luận từ cái kiến thức thực tế của mình, thấy những cái ngộ độc tự nhiên có vẻ như là ăn vào nó có triệu chứng rất là cấp tính, nó bị liền chứ không phải nó chờ khoảng thời gian sau, khoảng 1 phút, trong vòng vài phút tới 1 giờ là nó bị rồi, và cái triệu chứng của nó rất nặng, nó có những triệu chứng nặng của thần kinh và nguy cơ tử vong nếu không cấp cứu kịp. À, nó khác với những cái triệu chứng bình thường như thế này. À, trong trường hợp này thì khả năng nhiều nó nằm ở cái nhóm vi sinh vật. À, và cái thực phẩm của mình đã không được bảo quản, không được bảo quản kỹ và không được sử dụng đúng theo cái khuyến cáo về an toàn thực phẩm. À, cụ thể các bạn thấy khoảng thời gian 1 giờ nấu chế biến xong tới 6 giờ mới bắt đầu ăn. À, trong quá trình di chuyển nữa chứ không phải là ăn ngay trong cái khuôn nấu thì nó ít thoa nhiễm hơn, và đã mang ra bên ngoài rồi di chuyển tới đồ ăn và bày trên bàn buffet. Lúc 3 giờ nữa, thì từ lúc bày ra bàn buffet tới lúc ăn thì khoảng cách nhau tới 3 tiếng đồng hồ, tới 6 giờ mới ăn nữa. À, nên cái khoảng cách dễ bị thoa nhiễm từ bên ngoài vào. À, và nhìn chung thì những cái biểu hiện của bệnh truyền qua thực phẩm thì do cái nhóm vi sinh vật gây ra thì nó ít có dữ dội, à, nó ít có rầm rộ, nó ít có triệu chứng thần kinh, nó vẫn có những triệu chứng của đau bụng, triệu chứng của tiêu chảy ha, nhưng mà nó sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn hay dài một chút thì tùy vào từng cái nhóm vi sinh vật khác nhau. Đa phần trong cái nhóm này thì nó sẽ theo dõi, nó sẽ trong một cái thời gian ngắn thôi. Nếu như trường hợp này nó không, cái nhóm cái vi sinh vật này nó không có liên lõi vào một cái đường khác trong hệ tiêu hóa của mình. À, ví dụ như một tác nhân là các bạn qua đường tiêu hóa của các bạn rồi, nhưng mà trong đường tiêu hóa của các bạn nó không có lành lặn, hay có những người đang bị loét dạ dày tái tràng ha, có những người đang bị loét một cái vết loét ở ruột non, hay là một cái vết loét gì đó, một cái vết trầy xước mà nó làm cho niêm mạc của các bạn không toàn vẹn, thì virus vi khuẩn ký sinh trùng này có thể nó sẽ chui vào lợi dụng những cái nơi đó mà nó sẽ tấn công vào máu. Lúc này nó sẽ gây ra cái tình trạng là nhiễm trùng huyết, mà nó đi vào máu rồi các bạn, thì có vi trùng trong máu thì gọi là nhiễm trùng huyết. À, thì mình mới điều trị một cách rất là tích cực ha, rất sợ trong những trường hợp này. Còn
đa phần ở đường tiêu hóa, đường niêm mạc đường tiêu hóa nó bình thường lành lặn, thì những trường hợp này nó sẽ thoáng qua, giống như cái trường hợp anh A kể trên của mình, và anh ta cảm thấy khỏe hẳn, cũng không có vấn đề gì hết thôi. Rồi, vậy thì những cái lưu ý của anh A về anh ta là bỏ quên như thế nào thì anh vừa nhắc lại với các bạn ha. Và cũng từ những cái lưu ý, cái câu hỏi số 2 này và kết hợp với những cái triệu chứng, cái thời điểm bắt đầu mắc, thời điểm bắt đầu cái triệu chứng, và cộng với cái triệu chứng của cái bệnh cảnh này, kèm theo đó là cái việc các bạn sẽ điều tra lại về cái mặt dịch tễ của anh ta, anh đã ăn cái món gì, nguy cơ gì, thì lúc này các bạn sẽ định danh được cái nhóm tác nhân vi sinh vật trong cái trường hợp gây cái ngộ độc thực phẩm này cho anh này. Thì lúc đó các bạn sẽ định hướng sẽ can thiệp như thế nào, sẽ nâng đỡ hỗ trợ hay là theo dõi như thế nào để biết khi nào nó có biến chứng, khi nào nó vào trong máu để phải sử dụng kháng sinh để điều trị những cái con vi sinh vật này ha. Rồi, tương tự với những cái bệnh cảnh khác liên quan tới hóa chất hay là liên quan tới độc tố tự nhiên, thì trong những cái trường hợp mà hóa chất với độc tố tự nhiên nó diễn tiến rầm rộ, nó diễn tiến nặng, nguy cơ ảnh hưởng tới tính mạng, sau này rất có khả năng bạn nào làm ở ICU, bạn nào ở cấp cứu, các bạn sẽ gặp trung bình một ngày hay một tuần gì đó các bạn cũng sẽ gặp. Rồi, và lúc đó các bạn sẽ là người cứu sống bệnh nhân thông qua cái việc các bạn nhận định một cái sống bệnh nhân trước và xác định thuộc cái nhóm vi khuẩn, cái nhóm virus hay nhóm tạp chất nào tác động với bệnh nhân để các bạn điều trị cho phù hợp ha. Vậy thì cái anh A này còn làm gì để giảm cái nguy cơ mắc bệnh, cũng như là nói chung cho tất cả mọi người còn làm gì để giảm cái nguy cơ mắc bệnh, thì bài hôm nay mình sẽ tìm hiểu. Các bạn sau khi học xong sẽ hiểu được những cái khái niệm cơ bản nhất về ngộ độc thực phẩm và những cái bệnh truyền qua thực phẩm. Các bạn sẽ hiểu được những cái tác nhân gây bệnh cơ bản và những cái biểu hiện lâm sàng của ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm, và các bạn trình bày được một vài cái nguyên tắc cơ bản để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Vậy thì an toàn thực phẩm hay là ngộ độc thực phẩm hay là bệnh truyền qua thực phẩm thì lúc nào mình cũng nhắc tới cái từ thực phẩm hết, thì mình cũng phải định nghĩa một chút, vậy thực phẩm là gì? Mình đang làm trên thực phẩm, mình cứ đổ cho nó, thì vậy thì nhóm thực phẩm ở đây là gì ha? Mình có ba cái hình, thì cái hình đầu tiên là cái hình của thịt, rau, củ quả. Hình này có phải thực phẩm không các bạn? Hình thịt rau củ quả này phải thực phẩm không ạ? Phải ha. Rồi cái hình ở giữa, cái hình của thuốc này phải là thực phẩm không ạ? Dạ, cái hình này phải thực phẩm không ạ? Cái hình là chữa này các bạn. Dạ phải. Phải. Rồi, cảm ơn em. Rồi, cái hình thứ ba này phải thực phẩm không ạ? Em là không. Không. Dạ, nhưng mà cái này có thể ăn được không? Lỡ may nó vào cái son môi, nó vào ở trong bụng mình thì có vấn đề gì không ạ? À? Cái này hỏi các bạn nữ ạ. À, xin lỗi ha, cái này hỏi các bạn nam rõ hơn ha. Các bạn nam son môi vào trong bụng các bạn có vấn đề gì không ạ? À? Có gây độc hại gì không ạ? À? Im lặng ha.
nó vẫn vào được, đúng không các bạn? Nó vẫn qua được hệ tiêu hóa của mình, à, có nghĩa là mình vẫn nếm nó được đó. Ừ. Thế không bấy hôm nay các bạn nếm cái gì đúng không ạ? À, vậy thì định nghĩa những cái gì mà có thể ăn được, có thể uống được thì trong hai nhóm đến này, cả ba cái này đều có thể ăn có thể uống được hết. À, tuy nhiên thì cái thực phẩm của mình chỉ có một thôi, và đây là kết quả ha. Thực phẩm là những sản phẩm tươi sống và đã qua sơ chế chế biến để sử dụng cho người, kể cả nước uống và chất sử dụng trong sản xuất, chuẩn bị hoặc là xử lý thực phẩm. Và thực phẩm thì không bao gồm mỹ phẩm, thuốc lá và các chất sử dụng như dược phẩm. Này, chú ý ha, nên cả ba hình vừa rồi của mình thì chỉ có hình đầu tiên là mình xét, đó là về phương diện thực phẩm để mình tìm, và an toàn thực phẩm cũng là nó, và về ngộ độc thực phẩm cũng là nó, bệnh truyền qua thực phẩm cũng là nó ha. Và sự ô nhiễm là sự hiện diện của một tác nhân gây bệnh trên bề mặt hoặc bên trong thực phẩm, hoặc trên bất kỳ vật thể tiếp xúc với thực phẩm. Ngộ độc thực phẩm là hội chứng cấp tính xảy ra đột ngột do ăn phải thức ăn có chất độc. Nào, biểu hiện là triệu chứng dạ dày ruột và những cái triệu chứng khác tùy theo đặc điểm của từng loại ngộ độc thực phẩm. Bệnh truyền qua thực phẩm là do ăn phải cái thức ăn hoặc thức uống bị nhiễm, do nhiễm khuẩn hay là do nhiễm độc tố, làm ảnh hưởng tới sức khỏe và các chất hóa học và những cái chất gây hại khác cũng gây ra các bệnh thực phẩm nếu chúng hiện diện trong thực phẩm. Đó. Nên hồi nãy cái tình huống ban đầu của mình có một cái nhóm gọi là nhóm hóa học đó. Nó hiện diện ở trong thực phẩm mà nó gây hại, tác động tới sức khỏe của mình thì nó cũng là gây ra, thì nó cũng là gây ra các bệnh truyền qua thực phẩm. Vậy thì tại sao phải học về an toàn thực phẩm? Tại sao phải biết được cái ngộ độc thực phẩm? Thì cho thấy cái gánh nặng của nó tác động tới sức khỏe của mình, tập của mình, và tác động tới kinh tế và xã hội ha. Có vẻ với cái tình huống ban đầu mà anh kể với các bạn thì ai cũng đã từng trải qua, đa phần là đã từng trải qua như vậy rồi. Các bạn thấy nó không có vấn đề gì hết, nó rất nhẹ nhàng ha. Đó là cái biểu hiện chung, đó là một cái biểu hiện chung của cái ngộ độc thực phẩm và bệnh lý bệnh truyền qua thực phẩm. Triệu chứng nó thường nhẹ như vậy đó, tỷ lệ nó nhiễm rất là tỷ lệ nhiễm rất là rộng ha, rất là cao. Nhiễm phủ sóng rộng luôn, nhưng mà cái tỷ lệ mà chuyển nặng của nó khá là thấp, trừ một số những cái loại mà gây ngộ độc thực phẩm cấp tính mà từ từ mình sẽ tìm hiểu phía sau ha, thì cái tỷ lệ tử vong của nó cao, thì đó các bạn mới chú ý và tập trung hơn thôi. Còn đa phần mà nhiễm thì nó sẽ thoáng qua như vậy, nhưng mà cũng sẽ có những cái thống kê lại ở nước ngoài á, thì tỷ lệ thống kê về những bệnh truyền qua thực phẩm này nó khá là cao các bạn ha, rất là cao luôn, mà ở Việt Nam mình tỷ lệ này thấp, do thực ra là do cái hệ thống giám sát của mình không có được tốt, và giống như những cái trường hợp như cái anh em vừa rồi của mình gặp nhiều, nhưng mà mình đâu có khai báo đâu, mình đâu có một hệ thống nào để mình khai báo là mình bị rối loạn tiêu hóa, mình bị một cái khả năng đó là của một cái nguy cơ bệnh truyền qua thực phẩm, để hệ thống mà quản lý về an toàn thực phẩm người ta ghi nhận, mình đâu có đâu đúng không ạ? Không có quan, khi nào những trường hợp nào mà nặng mà phải vào bệnh viện thì lúc đó người ta mới ghi nhận ha, lúc đó là có triệu chứng rõ ràng nặng ghi nhận, thì cái tỷ lệ của mình thấp xuống rất là nhiều. Thì tác động của nó tới cá nhân, tới cơ sở sản xuất và những cái thiệt hại khác như thế nào? Đối với cá nhân thì cái việc chi phí khám chữa bệnh, phục hồi sức khỏe, chi phí chăm sóc của người bệnh cả gián tiếp và cả trực tiếp, và những cái mất cái chi phí do cái người này phải nghỉ làm, thì do mất thu nhập do người này phải chỉ làm ha, lại mất đi cái giá trị của người này đóng góp cho xã hội trong khoảng thời gian mà cái bệnh truyền qua thực phẩm này tác động tới họ. Đây là cái chi phí mình thấy được gần nhất, với những chi phí lớn hơn. Và cái này gần như ai cũng nghĩ, à, chuyện này chuyện của cái người nhà sản xuất, đó là về cái chi phí thu hồi, chi phí lưu giữ cái thực phẩm và chi phí hủy cái thực phẩm có vấn đề đó đi. Thì lâu lâu bạn thấy trên báo có những cái vụ về quản lý về an toàn thực phẩm của mình có vấn đề ha, như là khi mà mình xuất khẩu thì lâu lâu thì mình thấy là có cá hay là tôm mực gì đó của Việt Nam thì có những cái chất gì đó nó vượt quá giới hạn cho phép của cái thị trường có tính ở châu Âu, ở Mỹ vân vân, phải trả về. Thứ hai là
gần đây thì các bạn thấy là có những cái vụ như là vụ sữa, trong sữa có những chất gây ung thư, hay là ở gói mì mì của nhãn hàng của Asimov, của Hảo Hảo ha, thì cũng thấy trên báo đài nó cũng ghi nhiều. Thì với những cái trường hợp mà có nguy cơ như vậy á, thì có thiệt hại mà đã được kiểm tra và đã được và báo cáo như vậy rồi, thì họ sẽ phải thu giữ cái lô hàng mà có nguy cơ có vấn đề đó và phải hủy cái lô hàng đó. Thì cần thời gian và cần công sức, cần nhân lực, cần vật lực để thu hồi và tiêu hủy cái đó, tốn rất là nhiều công sức ha. Cái đó chỉ là một phần thôi, cái mà quan trọng nhất là cái việc mất lợi nhuận và mất cái uy tín của cái cơ quan sản xuất đó. À, và bên cạnh đó, nếu như họ mất lợi nhuận, mất uy tín rồi, thì cái nguy cơ khả năng thất nghiệp của công nhân nhà máy đóng cửa này rất cao. Rõ ràng qua cái đợt dịch Covid này, các bạn thấy là vì cái để phòng chống Covid mà nhiều nhà máy phải đóng cửa, công nhân thất nghiệp, các bạn thấy cái ảnh hưởng của nó tác động tới kinh tế xã hội rất là nặng nề. À, rồi những cái thiệt hại khác có thể như là cái chi phí điều tra, phân tích và kiểm tra độc hại, những cái chi phí phải giải quyết cái hậu quả của cái vấn đề của mình đã gặp phải, và những cái ảnh hưởng uy tín của chúng ta, làm nguy cơ về cái giảm sản lượng xuất nhập khẩu. Đây là thống kê của WHO về cái tình trạng về bệnh truyền qua thực phẩm, thì người ta cho thấy là trong 10 người thì một người đã tới thời điểm hiện tại đã từng trải qua rồi, đã từng trải qua bệnh trải qua một cái bệnh truyền qua thực phẩm trong trong năm ít nhất 10 người thì một người đã trải qua, và trong đó nó làm mất đi, mỗi năm nó làm mất đi 33 triệu năm sống khỏe của do cái bệnh truyền qua thực phẩm này gây ra. Và tỷ lệ chết là 400, tỷ lệ chết ở trẻ em đó là 420.000 mỗi mỗi năm á, thì tỷ lệ chết là 420.000 trẻ, thì trong đó 1/3 tỷ lệ tử vong này đối với trẻ em dưới 5 tuổi thì nó đã liên quan với cái bệnh truyền qua thực phẩm rồi. Bệnh truyền qua thực phẩm mình nó đã chiếm 1/3 cái nguyên nhân cái tỷ lệ tử vong lớn cao ở cho trẻ em dưới 5 tuổi trên toàn cầu. Bốn cái nhóm mà gây ra bệnh truyền qua thực phẩm có cái gánh nặng của nó ha, cái gánh nặng của nó được WHO ghi nhận là tới 31 cái nguy cơ hàng đầu, với 31 cái nguy cơ hàng đầu, và trong đó là bốn cái trong đó là có bốn cái tác nhân mà hay gặp nhất liên quan tới cái bệnh truyền qua thực phẩm này. Đó là cái virus về mono norovirus, con Campylobacter, cái con E. coli, hay là cái con thương hàn bán thương hàn ha, non non tifidon, Salmonella. Và WHO cũng đã liệt kê cho mình ra cái nhóm thực phẩm này ha, cũng giống như cái tình huống ban đầu thì anh đưa ra các bạn về vi sinh vật, hóa chất hay là những tạp chất. Thì đây vi sinh vật của mình thì gồm có vi khuẩn, virus, bacteria, virus, virus, ký sinh trùng, parasite, là thuộc cái nhóm vi sinh vật. Rồi cái nhóm khác của mình là toxic, là nhóm độc tố, và nhóm chemical, nhóm hóa học. Nhóm hóa học thì tổng cộng của mình là cũng có là năm cái nhóm này. Chút xíu mình cũng sẽ tìm hiểu về cái năm cái nhóm này để coi những trong đó thì những cái con nào nó nổi trội nhất trong cái nhóm này, để mình biết cái triệu chứng nó của nó như thế nào, và để vận dụng cho sau này của mình ha. Rồi thì cái nguyên nhân chính mà để tác động tới cái thực phẩm của mình ăn vào thì nó đi theo từ cái dây chuyền sản xuất. Đầu tiên là từ cái quá trình chăn nuôi, gieo trồng, sản xuất thực phẩm, là cái nguyên liệu ngay từ đầu vào đó. Từ khi mà động vật bị bệnh hay là thực vật bị bón quá nhiều thuốc trừ sâu, phân hóa học, hay là sử dụng quá nhiều thuốc tăng trưởng, thuốc kháng sinh, nhưng mà mình không có tuân thủ cái quy định sử dụng của phân của thuốc đó, có nghĩa là trong sản xuất người ta cho phép sử dụng, có quy trình sử dụng đàng hoàng, nhưng mà phải tuân thủ cái thời gian bán hủy của nó để đảm bảo là cái nồng độ của những cái chất này ở trong cái thực phẩm trước khi đến người tiêu dùng nó sẽ ở mức thấp nhất và ở trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên vì nhiều cái vấn đề khác nhau về kinh tế xã hội và về những cái vấn đề khác về lợi nhuận, thì một số bộ phận của người nông dân, của trường hợp của những cái người thương lái, thì họ sẽ không có tuân thủ đúng cái quy trình đó, và nguy cơ những cái loại thực phẩm đó sẽ đến tay của người tiêu dùng và gây ra những cái bệnh truyền qua thực phẩm. Và do cái quá trình chế biến không đúng
từ cái quá trình giết mổ, từ quá trình chế biến là sử dụng những cái phụ gia không đúng với quy định, hay là do quá trình sử dụng bảo quản không đúng, như là do cái dụng cụ chứa đựng của mình nó bị hơi nhiễm vào, hay nó không đảm bảo toàn phẩm bị hơi nhiễm, do quá trình bảo quản của mình không đúng cách, nhiệt độ không đúng, bảo quản không đúng theo quy định, hay do cái sự ô nhiễm chéo trong cái quá trình mà sử dụng bảo quản. Rồi bảo quản không đúng nhiệt độ, thực phẩm bị hơi thiêu, hư hỏng. Để mà các bạn tiếp cận chẩn đoán một cái bệnh truyền qua thực phẩm thì các bạn sẽ dựa vào những yếu tố như sau ha. Từ những cái triệu chứng, dấu hiệu lâm sàng nổi bật của từng loại bệnh truyền qua thực phẩm, các bạn cũng phải điều tra về cái thời gian ủ bệnh, điều tra về cái thời gian xuất hiện triệu chứng và tồn tại triệu chứng. À, thì triệu chứng bắt đầu lúc nào? Thì khi từ lúc ăn tới lúc mà xuất hiện triệu chứng, đó là thời gian ủ bệnh. Về từ lúc xuất hiện triệu chứng tới khi triệu chứng kết thúc thì đó là thời gian kéo dài bệnh. Và cái thực phẩm nào nghi ngờ thì các bạn phải điều tra hỏi ngược lại thực phẩm nào nghi ngờ. Trong số những cái món ăn mà anh ta kể, anh ta ăn chiều hôm qua đó, thì mình nghi ngờ cái món nào nhất. Và kết quả xét nghiệm mẫu phân, mẫu máu, chất nôn và mẫu thực phẩm. Một số cái triệu chứng điển hình như là tiêu phân, tiêu chảy và tiêu phân có máu, trọng lượng cơ thể sẽ bị giảm đột ngột, bị giảm nhanh do cái tình trạng mất mất dịch trong cơ thể của mình, tiêu chảy nhiều dẫn đến mất nước, giảm trọng lượng trong với bởi cái tình trạng sốt, tình trạng tiêu chảy kéo dài, hay là những cái dấu hiệu của thần kinh như là nhược cơ, liệt não trong trường hợp bị nhiễm và chuyển nặng. Cái những cái dấu hiệu khác như là nôn ói, tiêu chảy mà khởi phát một cách đột ngột, hay là tình trạng mà đau bụng dữ dội. Cái chuẩn đoán phân biệt khác do về các bệnh lý truyền qua thực phẩm thì chủ yếu là cái vấn đề về về triệu chứng của đường tiêu hóa, thì đa phần đều có những triệu chứng của đường tiêu hóa hết, nên là nó sẽ rất dễ nhầm lẫn với những cái bệnh lý khác, rất dễ nhầm lẫn bệnh lý khác. Thì như vậy thì với những cái bệnh lý mà các bạn tiếp cận với một người vào và có cái triệu chứng của đường tiêu hóa, thì ngoài những cái bệnh lý mà các bạn nghi ngờ tới thì các bạn cũng sẽ phải để ý tới cái vấn đề ngộ độc thực phẩm xảy ra trên bệnh nhân. Nó cũng là một trong những chẩn đoán phân biệt bằng bệnh sử, bằng bệnh sử của bệnh nhân, bằng những cái điều tra về mặt dịch tễ của bệnh nhân, bằng những cái triệu chứng lâm sàng hiện tại của bệnh nhân, để các bạn sẽ có một cái định hướng ban đầu là cái người này sẽ có nguy cơ là cái bệnh gì. Các bạn vạch ra ha, chẩn đoán số 1, chẩn đoán số 2, chẩn đoán phân biệt 1, 2, lúc đó cái mình bạn mới cần tới. Nếu mà nó rõ ràng hoàn ràng quá thì các bạn điều trị thôi, còn nếu nó hơi nó chưa còn mập mờ thì các bạn sẽ cho thêm cận lâm sàng để hỗ trợ chẩn đoán cho mình ha. Trong bệnh truyền nhiễm thực phẩm thì cái cận lâm sàng gọi là tiêu chuẩn vàng nhất, cái việc mà các bạn sẽ lấy phân, hay các bạn sẽ lấy phân, lấy máu, lấy dịch của chất nôn, nói chung tất cả những cái gì mà nó liên quan tới đường tiêu hóa, đặc biệt là cái việc soi phân là rõ nhất ha, để tìm cái tác nhân gây bệnh ở trong phân của bệnh nhân. Rồi, vậy thì một số bệnh cảnh của mình dễ hay gặp tới, nó như là cái hội chứng ruột kích thích hay IBS, bệnh bệnh viêm ruột hay bệnh Crohn, hay bệnh viêm loét dạ dày, tá tràng, đại tràng, hay là bệnh ung thư, hay là do sử dụng thuốc quá mức như là thuốc kháng sinh hay những cái loại thuốc khác, hay tiền sử giải phẫu ở đường tiêu hóa là xạ trị, và hội chứng rối loạn hấp thu và suy giảm miễn dịch. Vậy thì cái tác nhân nghi ngờ của mình với những bệnh nhân mà có cái triệu chứng thần kinh đó, thì mình sẽ nghi ngờ tới những cái tác nhân này để mình hỏi coi thử bệnh nhân có ăn qua trước đó hay không. Đó là những cái tác nhân mà gây ngộ độc, những tác nhân mà sẽ gây cái ngộ độc tự nhiên á, thường gặp tới trong người này các bạn kể. Thì có những cái tác nhân khác dễ có gây trong những cái hóa chất, những cái độc tố tự nhiên như là hải sản, những cái nhuyễn thể ở biển, những cái nấm độc, một số là độc tố tự nhiên, là những cái hóa chất trong cái quá trình chế biến, hay trong quá trình mình nuôi trồng mình đã sử dụng quá mức mà chưa có kịp, mà theo không có theo đúng cái quy trình và đảm bảo an toàn ha.
Về phân loại thì ngoài cái cách mà phân loại năm cái nguyên nhân như của Hu đưa ra cho mình đó, thì mình có hai cách phân loại cho các bạn dễ nhớ nhất. Một là nhóm do vi sinh vật gây ra và hai là nhóm không do vi sinh vật gây ra. Hai cách ha, một do vi sinh vật, hai là không do vi sinh vật. Trong vi sinh vật thì mình có vi khuẩn, virus, ký sinh trùng. Đó, và không do vi sinh vật thì mình có do hóa chất, do cái bản thân thức ăn đó chứa cái độc tự nhiên. Do bản thân chứa độc tự nhiên hoặc là do thức ăn bị biến chất. Cái ban đầu mà bạn mình cái ban đầu mà bạn mình kể có khả năng nó thuộc cái nhóm là do thức ăn bị biến chất hoặc là do cái nhóm cái vi sinh vật tự nhiên. Hai nhóm này đều có khả năng xảy ra hết ha. Đầu tiên thì mình sẽ đi vào cái nhóm vi sinh vật của mình. Nhóm vi sinh vật của mình thì có vi khuẩn, virus, ký sinh trùng. Thì những cái đại diện thay thường gặp như vi khuẩn như là E. coli hay là Salmonella. Virus thì mình có virus viêm gan A. Virus viêm gan thì mình có nhiều loại, trong đó có những loại truyền qua đường máu. Có những loại truyền qua đường miệng thì mình có truyền qua đường miệng là virus A. Viêm gan A với virus viêm gan E, viêm gan E thường nó đi đôi với viêm gan A, nó chỉ là cái cơ hội ăn theo thôi, nên mình hay gặp là mình chỉ nói về viêm gan A. Còn cái là cái vi khuẩn rotavirus, ký sinh trùng thì nói về dung về sáng ha, nhưng mà con nào hay gặp thì sẽ trình bày cho các bạn để các bạn nắm cái con hay gặp nhất thôi. Rồi nhắc lại một chút về những cái con đường mà thực phẩm sẽ bị ô nhiễm. Cái này chắc các bạn cũng đã nắm để cũng đã biết rồi, nhưng mà anh chỉ thống kê hệ thống lại thôi. Hay về những cái tác nhân của mình là từ súc vật gây bệnh, từ súc vật bệnh hay từ môi trường hay từ quá trình chế biến hay trong quá trình bảo quản. Từ súc vật gây bệnh thì qua mổ xẻ hoặc là qua nấu công kỹ thì tác động tới cái thực phẩm sau cùng. Từ môi trường thì ô nhiễm đất nước không khí cũng tác động tới thực phẩm. Trong quá trình chế biến thì do vệ sinh cá nhân của cái người chế biến hay là do vệ sinh dụng cụ kém. Do từ đó mà sẽ có những cái quy định nó khắt khe đối với những cái người chế biến, họ phải không có mắc những cái bệnh truyền qua thực phẩm, đang không có những cái triệu chứng ha, những cái triệu chứng bệnh lý mà ho sổ mũi gì đó vân vân mà có khả năng sẽ lây truyền qua đường thực phẩm, và họ sẽ được kiểm tra về sức khỏe, họ được phải tham gia về tập huấn về an toàn thực phẩm vân vân. Nó sẽ có quy định rất là khắt khe đối với cái người chế biến tiếp, kể cả những cái người mà phục vụ, những cái người về buôn bán trực tiếp, họ cũng phải có những cái quy định cụ thể hiện nay của mình ha, phải có những cái chứng chỉ để được học qua, để được học qua và để được có những cái bằng cấp để chứng nhận là họ biết về những cái vấn đề này, đảm bảo tối đa nhất những cái vấn đề về an toàn thực phẩm, về an toàn thực phẩm hay là hạn chế tối đa những cái vụ ngộ độc thực phẩm có thể xảy ra. Và cái vấn đề bảo quản của mình nó không đúng quy định, điều kiện của nó là mất vệ sinh hay là mình không có che đậy những cái côn trùng có nguy cơ sẽ mang những cái loại virus, vi khuẩn, ký sinh trùng và ảnh hưởng vào thôi nhiễm vào cái thực phẩm của chúng ta trước khi chúng ta ăn vào ha, thì nó sẽ gây ra những cái ngộ độc thực phẩm do quá trình thôi nhiễm này. Về cơ chế gây bệnh nhìn chung thì mình sẽ có bốn nhóm. Một là cái nhóm hình thành độc tố. Cái nhóm hình thành độc tố có nghĩa là con vi khuẩn này nó sẽ tiết ra độc tố để nó gây bệnh truyền qua thực phẩm của mình, nó gây triệu chứng là đường tiêu hóa của mình. Thì cái nhóm này nó đặc trưng bởi cái sự sản sinh độc tố trong giai đoạn phát triển trong thực phẩm, trong giai đoạn phát triển bên trong thực phẩm, như là cái con tụ cầu ha, Staphylococcus aureus, hay con Bacillus cereus, hay là cái con Clostridium botulinum. Cái con mà các bạn thấy nó nổi trội nhất hiện nay trong khoảng thời gian chắc đây khoảng tầm vài tháng á, đó là cái con Clostridium botulinum. Cái con này là trong thực phẩm đóng hộp là chính á, mà các bạn thấy hay nghe trên báo đài cách đây khoảng vài tháng, đó là cái vụ ngộ độc do pate chay á. Ngộ độc pate chay thì là thực phẩm đóng hộp đó các bạn. Thì cái con này lúc trước á, thì do cái tỷ lệ con này nó thấp,
nó chìm rồi nên anh đã bỏ ra trong bài giảng, nhưng mà bây giờ anh phải thêm vào để nhắc cho các bạn một chút về cái điển hình của con này, do gần đây báo đài nó đưa lên rồi, tỷ lệ nó thấp nhưng mà nguy cơ tử vong của nó cao, và nó là một trong những cái con mà phải nói là nó tách biệt, nó nổi trội ra khỏi cái nhóm vi sinh vật gây bệnh truyền qua thực phẩm mà có cái tỷ lệ tử vong và tỷ lệ biến chứng nặng của nó cao nhất trong cái nhóm vi sinh vật này ha. Rồi nhóm thứ hai là cái nhóm tiết ra độc tố. Thì tiết ra độc tố sau khi xâm nhập và cư trú trên bề mặt của đường tiêu hóa thì mình có cái nhóm là ETS, là cái nhóm E. coli á, nhóm vi khuẩn E. coli tiết ra độc tố, và cái nhóm vi khuẩn tả đây và Proteolysis. Nhóm thứ ba là cái nhóm xâm nhập vào cái lớp màng nhầy của đường tiêu hóa và không gây hội tụ tế bào. Ha, một khi cách xâm nhập vào rồi thì có khả năng có máu, có khả năng là đi phân nhầy máu, nhưng mà không gây hội tụ tế bào thì cái tỷ lệ đi phân nhầy máu của nó cũng thấp, là cũng có khả năng thôi nhưng mà cũng thấp. Nên là khi những bệnh nhân này đi phân nhầy máu thì nghĩ nghĩ tới chùm cái nhóm này có ha. Và nhóm thứ hai nữa là cái nhóm mà đã xâm chiếm màng nhầy rồi mà có gây hội tử tế bào nữa, là rõ ràng trong vấn đề phân nhầy máu nghĩ nó đầu tiên trước. À, nếu như mà sau khi phân loại mình loại trừ nó rồi nó không phải thì nghĩ tới cái nhóm ở bên trên có xâm nhập qua cái lớp màng nhầy rồi ở của đường tiêu hóa nhưng mà không có gây hội tử tế bào. À, rồi là cái nhóm thứ ba của mình đại diện đó là cái nhóm vi khuẩn thường hàng Salmonella, hoặc cái nhóm là Campylobacter jejuni. Cái chủ yếu nhóm này mình sẽ học là Salmonella thôi, con kia thì ít gặp hơn. Rồi cái nhóm cuối cùng, nhóm nặng nhất đó là cái nhóm mà gây chiếm cái màng nhầy, xâm chiếm cái màng nhầy đường tiêu hóa và gây hội tử tế bào. Cái con đại diện nó là con Shigella, còn Yersinia enterocolitica thì ít gặp hơn. Biểu hiện lâm sàng chung của cái bệnh truyền qua vi sinh vật nói chung á, của cái nhóm vi khuẩn nói chung á, thì từ 6 cho tới 48 giờ thường là như vậy ha. Sẽ có một vài con nó trên chiếu, có người con nó sớm hơn một chút, nhưng mà trung bình là khoảng thời gian này. Biểu hiện triệu chứng là tiêu hóa như là đau bụng, buồn nôn, nôn, trường hợp nặng có thể hạ huyết áp, trụy tim mạch, và thời điểm là hay là vào mùa nóng. Mùa nóng bảo quản thực phẩm nó không có tốt, dễ nguy cơ thôi nhiễm và số lượng lớn, và tỷ lệ tử vong thì thấp. À, tỷ lệ nhiễm thì nhiều nhưng mà tỷ lệ tử vong thì thấp, đa phần là vậy. Chỉ có riêng có con nổi trội nhất là cái con Rotterdam botulinum, thì đó là cái con mà nổi trội trong cái nhóm mà và vi khuẩn mà có khả năng mà sẽ gây ra cái tỷ lệ tử vong cao hơn. Rồi, có thể tìm thấy mầm bệnh ở đâu? Ở trong thức ăn, trong phân, ở trong chất nôn, vân vân, có thể lấy cả trong dịch của dạ dày, dịch ở đường tiêu hóa nữa. Rồi vậy thì những cái tác nhân gây ngộ độc thực phẩm thường gặp là gì? Đầu tiên mình sẽ đi vào cái nhóm của vi khuẩn như vậy. Rồi, cái con đầu tiên của mình là con Salmonella. Salmonella là con vi khuẩn gây bệnh. Gây bệnh chủ yếu là có hai nhóm: Salmonella typhi, Amurium và Salmonella enteritidis. Tuy nhiên thì anh không cần các bạn nhớ nhớ thuộc lòng tên của hai cái con này. Không cần nhớ tên của con này, chỉ cần biết Salmonella gốc chính là được rồi. Rồi thứ hai là về tính chất, nghĩa là thuộc khuẩn gram mâm, tùy loại mà hiếu khí hoặc là tiểu phế, không sinh nha bào, dễ mập trong môi trường thông thường. Nồng độ muối thì con này chỉ chết khi ướp muối ở nồng độ bão hòa trong thời gian dài. Nè, nồng độ bão, vậy ở đây có một dấu chấm hỏi là nồng độ muối bão hòa là nồng độ bao nhiêu phần trăm, các bạn nào biết không ạ? Rồi, chưa biết đúng không? Câu này để dành lại nha. Có thể hỏi thi.
Rồi bạn nào đi học nhớ ghi lại về tìm hiểu câu này nha, lỡ ra thi thì có tủ cho mình nha. Bởi vì tại sao câu Simula này các bạn rất hay thường gặp, và đây là một trong những cái cách mình có thể giết chết được cái mầm bệnh Salmonella này để mình sử dụng thực phẩm mà an toàn cho mình ha. Nên con này chết khi ướp muối ở nồng độ bão hòa trong thời gian dài nha. Rồi nhiệt độ là phá hủy vi khuẩn, đối với nhiệt độ của nó 60 độ C thì còn 45 phút thì con Salmonella này nó mới chết, nhưng mà 70 độ C thì 2 phút nó chết rồi, và 85 độ C thì 1 giây nó chết rồi. Nên là cái nước sôi, nước sôi nhiệt độ bao nhiêu độ C các bạn? Lại im lặng, nước sôi bao nhiêu độ C mà cũng không trả lời được à? Im lặng là một là không thèm trả lời, biết mà không thèm trả lời. Hai là không biết. Các bạn chọn đáp án nào? Dạ, nước sôi 100 độ C. Rồi, cảm ơn em ha. Rồi, nước sôi là ở 100 độ C ha. Nên với những trường hợp này, những thực phẩm nào dễ bị thoi nhiễm với Salmonella thì các bạn hãy ăn chín uống sôi nha. Ăn chín uống sôi là sẽ tiêu diệt được cái con vi khuẩn này, để hạn chế mình sẽ bị ngộ độc do nó gây ra nhé. Rồi con này mà khi phơi khô thì có thể sống sót ở trong thực phẩm khô như là sữa bột hay là sô cô la. Rồi khi mà đóng băng á, thì giảm nhưng mà vẫn tồn tại ở thời gian dài ở trong thịt. À, và thực phẩm nhiễm Salmonella thì protein sẽ không bị phân giải, tính chất lý hóa cũng không đổi. À, do đó các bạn không thể nào dùng bất thường để các bạn phân biệt được cái miếng thịt nào là nhiễm Salmonella, miếng thịt nào là không nhiễm Salmonella được, bởi vì nó không có biến tính, nó không làm miếng thịt các bạn biến đổi màu sắc đi, sậm màu hơn hay là bị bốc mùi gì đó, nó không thay đổi nhé. Lây nhiễm trùng. Người khỏe mạnh là mình bổ 6 vi khuẩn trên kem thực phẩm ha. Rồi, thực phẩm giàu lipid như sô cô la phô mát thì lây nhiễm trùng từ 10 cho đến 13 vi khuẩn trên 1 gram thực phẩm thôi là có khả năng gây nhiễm trùng rồi. Và thực phẩm dễ nhiễm của mình chú ý ha, những thực phẩm mà dễ nhiễm và thực phẩm chỉ điểm, cái nào thường gặp nhất nó ghi đầu tiên cho mình là trứng hay là gia cầm bị nhiễm, sữa hoặc tinh ít trái cây chưa tiệt trùng, phô mát trái cây rau sống bị nhiễm. Thật ra cho cái con này hồi nãy mình nhìn bên tính chất lý hóa của nó chết ở nhiệt độ 85 độ C trong 1 giây, có nghĩa đun sôi nó chết rồi. Đây là những loại thực phẩm dễ bị nhiễm, lý do những loại thực phẩm mà các bạn dễ dễ ăn sống. Trứng các bạn apply chưa tới ha, các bạn cũng có thể ăn sống. Rồi những cái gia cầm thì các bạn có thể sử dụng những cái thành phần của nó sống, rồi sữa hoặc nước ép trái cây mà chưa tiệt trùng ha, chưa được xử lý, format trái cây và rau sống là những cái mà các bạn toàn có thể ăn sống thôi, có nguy cơ nó sẽ thoi nhiễm vào nhé. Về đặc điểm ủ bệnh thì thời gian ủ bệnh của Salmonella là 6 cho tới 48 giờ, đôi khi là tới 4 ngày. Thời gian kéo dài bệnh là từ 4 cho tới 7 ngày. Xét nghiệm thì tiêu chuẩn vàng vẫn là cái cấy phân, cái phân thường quy qua phân của bệnh nhân để kiểm tra có thể có cái Salmonella trong đó hay không. Còn triệu chứng thì buồn nôn, nhức đầu, sốt, đau bụng, nôn, tiêu chảy nhiều lần, phân toàn nước hoặc là có máu. Ở về vấn đề thiểu số khác như là thương hàn, cảm cứng, sốt cao, mệt mỏi, đau thắt lưng, cơ bắp rất là tiêu hóa nhẹ, những cái thiểu số trường hợp ít xảy ra. Rồi điều trị thì chăm sóc hỗ trợ thôi. Do con này thì hay gặp mà tỷ lệ chuyển nặng của nó không cao thì chăm sóc hỗ trợ là chính, trừ khi các bạn sử dụng kháng sinh để điều trị nó. Trong trường hợp các bạn đã có bằng chứng nó vượt qua khỏi đường tiêu hóa rồi, giống như nãy em nói là nó đã có bằng chứng cái con vi khuẩn này nó không biết nó bằng cách nào nó chui vô trong máu các bạn rồi, nó vượt qua khỏi đường tiêu hóa rồi, nó đi chỗ nào đó không biết, bây giờ các bạn phải dùng kháng sinh để các bạn đuổi theo, các bạn đánh nó thôi.
Và báo cáo với các bạn là cái con Salmonella này cũng là thuộc trong những cái nhóm cái con đang kháng kháng sinh thuộc là top đầu ở trong bệnh viện các bạn nhé. Đã có nhiễm với Salmonella thì những khuẩn huyết thì Salmonella nó kháng kháng sinh rất là dữ. Các bạn đánh cỡ nào đi nữa, các bạn đi cái kháng sinh đồ hết cái con này hết, nhiều khi nó âm hết. Ít khi cái nào mà có dương, may đâu cũng còn vài cái kháng sinh mà nó có nhảy tốt để mình tự sử dụng và hy vọng cứu được bệnh nhân trong trường hợp nó vượt qua khỏi đường tiêu hóa nhé. Về nhóm thứ hai, con thứ hai đó là con tụ cầu. Tụ cầu là thuộc nhóm mà tiết ra độc tố, nó hình thành nên độc tố. Tên tụ cầu là Staphylococcus aureus, hay còn gọi là con tụ cầu vàng. Nó hình thành độc tố của nó tên là enterotoxin A, D. Nhiệt độ thì tụ cầu nó cũng kém bền với nhiệt, hay nó cũng ít bền với nhiệt. Nó độc nhưng mà cái độc tố của nó thì chịu được nhiệt rất là tốt. Đun sôi ít nhất thì 2 giờ mới khử được độc tố. Nè, các bạn thấy. Các bạn phải sôi, đun sôi nó tới 2 giờ cái độc tố của tụ cầu này nó mới chết được. Rồi muối thì có thể sống sót tới nồng độ muối là 15%. Nhớ là nồng độ 45%. Đường thì bền vững với nồng độ đường cao 60%. Nồng độ đường 60% thì sẽ ức chế hoàn toàn được cái con vi vi khuẩn này. Liều nhiễm trùng là 118 vi khuẩn trên 1 gram thực phẩm thì sẽ đủ khả năng mà sinh độc tố gây nhiễm trùng được ha. Thời gian nhiễm bệnh thì ngắn, thời gian ủ bệnh ngắn ha, từ 1 đến 6 giờ thôi. Và thời gian kéo dài bệnh cũng ngắn luôn, 24 tới 48 giờ nếu mà nó đi ra độc tố nó và cái con vi khuẩn này nó đi ra khỏi đường tiêu hóa của mình, nó đi ra khỏi đường tiêu hóa của mình, nó không có xâm nhập vào trong bất cứ một cái cơ quan nào trong cơ thể mình hết, thì thời gian kéo dài bệnh của nó là 24 cho tới 48 giờ nha. Sau đó sẽ tự khỏi. Triệu chứng thì chóng mặt, buồn nôn, nôn dữ dội, đau quặn bụng, tiêu chảy, đau đầu, mạch nhanh, nhiệt độ thì bình thường hoặc là đôi khi có sốt nhẹ, dù chưa nó chưa xâm nhập vào những cơ quan khác, chưa xâm nhập vào máu ha, nhưng mà cũng có sốt nhẹ. Thực phẩm hay nhiễm là những cái thịt không đông lạnh hoặc là đông lạnh không đúng cách, xà lách, khoai tây, trứng, kem, bánh ngọt. Xét nghiệm thì cũng chẩn đoán chủ yếu dựa vào lâm sàng là chính. Xét nghiệm thì có phân, chất nôn và những thực phẩm được kiểm nghiệm để tìm độc tố và cái vi khuẩn. Điều trị thì cũng chăm sóc hỗ trợ. Tương tự là khi có bằng chứng nó vượt qua khỏi đường tiêu hóa thì các bạn mới sử dụng kháng sinh để trị cái con vi khuẩn này. Con thứ ba của nhóm vi khuẩn đó là con Rotidium botulinum, nó làm mưa làm gió trên báo mạng của mình một thời trong khoảng vài tháng trước. Tính chất của con này nó là con trực khuẩn kỵ khí tuyệt đối, có nha bào. Vi khuẩn thì tiết ra độc tố mạnh, chịu được men tiêu hóa và axit dạ dày, mắc chuột bởi kiềm và nhiệt độ. Thì nhiệt độ của mình là 80 độ C thì trong vòng 30 phút thì nó mới mất tác dụng được nhé. Thời gian ủ bệnh của nó thì trung bình từ 12 cho tới 36 giờ. Triệu chứng của nó là nôn, buồn nôn, do nó tác động lên hệ thần kinh trung ương. Có rối loạn thị giác do để giảm điều phối các cơ của mắt. Có bị liệt các cơ hô hấp, làm liệt các cơ hô hấp và tỷ lệ tử vong cho con này khá cao. Nếu các bạn không chuyển kịp, ăn phải một cái lượng độc tố lớn, một độc tố lớn và các bạn không chuyển vào bệnh viện để hỗ trợ hồi sức kịp thì có khả năng tử vong cao đối với cái con này nhé. Vậy thì con này thật dễ nhiễm trong cái môi trường nào, thực phẩm nào? Đối với cái những loại thực phẩm mà được chế biến và được bảo quản ở trong môi trường yếm khí hay là môi trường không khí của mình thiếu, như là các loại đồ hộp gói kín chân không rồi chẳng hạn, hay rau quả trái cây đóng hộp ngũ cốc thì khả năng nhiễm cao. Ngoài ra thì có các cái loại thực phẩm khác như là mật ong, đậu đất, trong thức của sông, của biển, cái những cái trong cái nội tạng, cơ quan tiêu hóa của cá, của động vật, của chim, của trùng đôi khi cũng có. Nhưng mà cái nổi trội nhất của nhóm này vẫn là những cái loại thực phẩm đóng hộp, thiếu không khí, bạn nhớ ha. Rồi
Với xét nghiệm thì cũng là xét nghiệm phân, xét nghiệm máu, huyết thanh và thực phẩm thì có thể được kiểm nghiệm để tìm độc tố. Phân và thực phẩm có thể được cấy tìm vi khuẩn, tìm độc tố và tìm vi khuẩn. Cái này mình mục đích của mình khác nhau. Và điều trị là chăm sóc hỗ trợ. Ca này điều trị cũng là chăm sóc hỗ trợ. Nếu trường hợp những cái trường hợp mà chuyển biến nặng và do phải sử dụng một loại thực phẩm phẩm lớn thì phải vào để điều trị triệu chứng và điều trị triệu chứng và điều trị và cấp cứu hồi sức thôi. Chứ còn trong trường hợp nào nó ăn với một lượng nó ít thôi mà có triệu chứng nhẹ thì mình cũng chăm sóc hỗ trợ để cho cái con này còn nó ra khỏi đường tiêu hóa của mình càng sớm càng tốt, nó không lại tới nhé. Nhóm thứ tư của mình đối với những vi khuẩn đó là con E. coli. E. coli thì các bạn hay nghe đúng không ạ? E. coli của mình thì nó cũng chia làm bốn nhóm ở trong này. E. coli là một hệ nó rất là rộng ha, nó rất là nhiều cái tác nhân ở bên trong. Thì trong đó bốn nhóm, một nhóm là gây bệnh đường ruột là nhẹ nhàng ha, con E. pep bắt đầu nó nâng cấp hơn chút. Nhóm độc tôi gây độc tố đường ruột là con ETS. Nhóm ETS gây xâm lấn ruột đó là cái nhóm EES. Rồi cái nhóm mà gây xuất huyết ruột là nhóm EH hoặc là cái nhóm VTS. Các bạn nhớ nha, nhóm EH hoặc nhóm VTS. Nên là cái chỗ này, mấy cái chỗ này thường thường có thi đó, nên các bạn cố gắng các bạn phân biệt được những cái nhóm này với nhau. Bởi vì sau này khi các bạn có đọc những tài liệu liên quan tới E. coli á, đôi khi người ta chỉ viết tắt cho các bạn thôi, người ta nói cái nhóm vi khuẩn ETS thì làm cái gì đó ABC vạch vạch ra, thì mình cũng phải biết được ETS là nó nhóm của E. coli mà nó gây bệnh bằng cơ chế nào, hay mới hiểu được những cái phần phía sau của nó. Và E. coli tổng quan chung nó là gram âm, chụp khuẩn gram âm không hình thành bào tử và thuộc nhóm vi khuẩn đường ruột hình que. Thời kỳ ủ bệnh của nó là cái nhóm EBS gây bệnh đường ruột thì thời gian trung bình là 1-6 ngày, ít hơn thì trong khoảng từ 12-36 giờ cũng đã, thường thì trung bình thì trong khoảng từ 12-36 giờ là để có gây triệu chứng rồi. Cái nhóm ETS thì nó ngắn hơn chút, 1-3 ngày, trung bình là 10-12 giờ. EES là cũng 1-3 ngày, ngắn là 10-18 giờ. Cái con EES thì cái con mà gây xuất ruột á, thì nó còn thời gian hơn để nó gây xuất huyết ruột, thì trung bình của nó là từ 3-8 ngày, thời gian ủ bệnh của nó từ 3-8 ngày. Về triệu chứng thì tùy theo cái cơ chế bệnh thì cái triệu chứng của nó sẽ cũng gần tương đương với nhau. Như là cái nhóm EPS là cái nhóm nhẹ nhàng ha, gây bệnh đường ruột ha, nó sẽ nôn, nó tiêu chảy, nó đau bụng, nó sốt. Còn cái nhóm ETS thì nó tiêu chảy từ nhẹ cho đến nặng, nó co thắt bụng, nó ói, mất nước, sốc. Rồi cái nhóm EES thì nó viêm niêm mạc và dưới niêm mạc ha, có sốt, có đau bụng dữ dội và có tiêu chảy ra nước. Rồi nhóm EHS thì nó co thắt bụng, tiêu chảy nước và có thể tiêu chảy ra máu, ói và sốt. Đây là cái trường hợp mà tỷ lệ cao gây suy dưỡng đối với trẻ em. Lý do là nó liên quan tới nhiều cái hội chứng nặng hơn, đó là cái hội chứng của gây tán huyết, gây suy thận cấp và gây thiếu máu tán huyết trên trẻ em. Rồi cái thực phẩm dễ nhiễm là thực phẩm mà nhiễm phân có chứa mầm bệnh. Cái hình này cho thấy là cái con E. coli này của mình có khả năng là nó sẽ lây bằng nhiều cái con đường khác nhau, nó để tác động tới cái sức khỏe của mình. Nếu mình thấy đầu tiên, cái hướng đầu tiên là chính cái động vật mà có mang mầm bệnh con E. coli này, thịt của nó thì đã có mầm bệnh rồi ha. Nếu các bạn không xử lý, không chế biến nó không đúng quy trình, không đảm bảo an toàn thực phẩm thì có khả năng nó sẽ nhiễm vào bên trong cơ thể của mình. Thứ hai là ví dụ đây là con bò thì nó có ra sữa, thì trong sữa của nó cũng có khả năng mà không tiệt trùng thì nó cũng sẽ khả năng ảnh hưởng bởi nó ha. Rồi thứ ba là cái việc rửa tay, mình chăm sóc
chăm sóc, dọn dẹp mà mình không có rửa tay kỹ thì có thể là cái vi khuẩn này nó dính ở trên trên cái da tay của mình, thì mình chỉ cần đưa lên tay, lên mũi, lên miệng hay là những cái vết xước gì đó nó cũng xâm nhập vào bên trong cơ thể mình được. Rồi những cái nước tưới hay là cái phân của động vật mà có nhiễm E. coli thì mang đi bón cây, bón rau thì có khả năng là những cái loại rau củ quả mà được tưới nước hay là được những cái được bón phân bởi những con vật mà có nhiễm cái E. coli này thì nó cũng sẽ là cái một cái nguồn mầm bệnh đến nguồn mầm bệnh tác động tới cơ thể của chúng ta nếu như mà mình không không có rửa sạch, không có rửa sạch những cái loại thực phẩm mà được chế trồng nuôi nuôi được trồng trọt bởi những cái nguồn nước hay là những cái phân bón mà có nhiễm với E. coli. Cái nhóm vi khuẩn các bạn nắm cho anh bốn con đó thôi nha, bốn con thôi, nhắc lại ha: Salmonella, Staphylococcus tụ cầu vàng, Staphylococcus aureus, rồi với Clostridium botulinum và cái nhóm của E. coli, bốn cái con chính hơn ha. Rồi qua CV thì của mình các bạn nắm một con thôi, CVA thôi, viêm gan CVA nắm một con duy nhất thôi. Tác nhân gây bệnh của nó là virus viêm gan A. Thời gian ủ bệnh của nó là 25 cho tới 28 ngày, 25 tới 28 ngày, cả tháng trời mới xuất hiện triệu chứng các bạn ha. Rồi, nhưng mà cái thời gian kéo dài bệnh của nó thì vài tuần cho tới vài tháng tùy vào tình trạng của bệnh nhân. Hai triệu chứng của nó là ăn không ngon, sốt, khó tiêu, nôn. Tế bào gan bị tổn thương, tiểu sậm màu, phân thì nhạt màu, vàng da, thực phẩm dễ bị nhiễm như là do cái viêm gan CVA này nó lây truyền qua đường phân miệng. Thì những loại thực phẩm nào có nguy cơ mà bị tác động, có nguy cơ nhiễm cái virus CVA này thì nó có khả năng nó lây truyền qua đường phân, hoặc là người này có mang có nhiễm rồi mà phân của người này không được quản lý tốt cũng có khả năng sẽ lây nhiễm qua tiếp cho những người khác. Và thực phẩm bị nhiễm thường đó là hải sản và những trái cây sống hay ăn sống. Mình qua cái nhóm thứ ba, nhóm virus các bạn nắm cái con viêm gan CVA thôi ha. Là nhóm ký sinh trùng các bạn nắm hai con sán dây với sán gạo thôi. Ký sinh trùng hai con này hay gặp thôi ở trong thịt heo với trong thịt bò. Cái thời gian thời kỳ ủ bệnh trứng nó xuất hiện trong phân khoảng 8 cho đến 12 tuần sau khi nó dài lắm. Ăn từ lúc nào đó tới cả tháng, 2 tháng, 3 tháng sau thì mới bắt đầu có triệu chứng. Rồi lúc này hỏi điều tra ngược lại dịch tễ thì cũng là rất khó ha. Cái triệu chứng thì căng thẳng, mất ngủ, chán ăn, sụt cân, đau bụng, rối loạn tiêu hóa, sán gạo mà ở trong não thì nó gây ra triệu chứng của thần kinh như là động kinh, hôn mê, rối loạn thần kinh. Ở những trường hợp này thì chuyển về chuyên khoa nhiễm điều trị sơ chuyên sâu hết. Rồi đây là hình ảnh mà cái thịt nó có nhiễm sán gạo ha. Còn sán dây thì giống sợi dây, bạn hay hình ảnh của nó. Rồi tiếp theo mình đã đi qua là cái phần mà cái nhóm đầu tiên đó là nhóm vi sinh vật ha, gồm virus, vi khuẩn ha, vi khuẩn thì bốn con, virus thì các bạn nắm con viêm gan CVA, rồi ký sinh trùng các bạn nắm hai con chính thôi, con sán dây với con sán gạo. Rồi thì qua cái nhóm tiếp theo đó là cái nhóm thực phẩm bị biến chất, những cái thực phẩm bị biến chất về cái nó cũng chung với cái nhóm về hóa học thực phẩm bị biến chất, và cái nhóm cuối cùng đó là cái nhóm về những cái độc tố tự nhiên. Chắc là các bạn sẽ nghỉ giải lao một chút, các bạn sẽ lao một chút trong vòng khoảng 15-20 phút thì mình sẽ quay lại và tiếp tục hai cái nhóm này nữa rồi mình sẽ kết thúc nhé. Alo, các bạn có nghe rõ không ạ? Để giải lao 20 phút nha các bạn. Dạ, nghe đây. Rồi, cảm ơn.